Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video này mình lại hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm Giant Cloud phiên bản mới nhất mà update vừa update được. Trong thời gian gần đây thì phần mềm đã hoãn không cho người dùng để tải xuống và không thể cài đặt được. Thì trong cái phiên bản vừa update vừa rồi thì người dùng bây giờ hiện tại có thể cài đặt một cách bình thường rồi đấy. Sau khi các bạn và anh chị cài đặt xuống thì các bạn sẽ được một cái file dẫn nén như này. Anh chị bây giờ sẽ cài đặt cái file một cách bình thường thôi ạ. Cài đặt cái AXE này cho mình. Và sau khi cài đặt xong thì các anh chị sẽ thấy này, các bạn sẽ sinh ra một cái icon Giant Cloud ở trên này này. À, bây giờ các bạn anh chị và các bạn sẽ chạy cái phần mềm này lên bắt đầu cài đặt ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt từng bước một, là cài đặt Army Broker. Nếu mà các anh chị đã có cái phiên bản Army Broker 6.0, 6.20 trở lên rồi này thì sẽ không cần cài đặt nữa mà nó sẽ tự động bước sang bước 2 luôn. Cái số bước thứ hai này này là bước crack Army Broker, thì các anh chị có thể crack hay không cũng tùy. Những cái bước đánh dấu sau này là những cái bước bắt buộc này này. Giờ mình sẽ cài đặt Army Broker 6.0. Cái bước này cũng là khá đơn giản, nhưng mà thì có một bước anh chị và các bạn sẽ cùng nhau để ý nhé. Mình sẽ crack. Đây, bắt đầu là cài đặt Net for Army Broker này. Đoạn này khá là quan trọng, cái này phải bắt buộc để cài đặt. Nếu mà không thì sẽ không sử dụng được phần mềm đâu ạ. Này cứ lên next, nhưng mà next có một đoạn này, có ba cái lựa chọn này, các chị hãy chọn Free Edition này này. Đó, chọn next next cứ cài đặt bình thường ạ. Nhớ chọn Free Edition nhé. Rồi tiếp đến là bạn sẽ cài đặt hệ thống giao dịch ở bước 4 đây này. Bạn bấm vào đây nó sẽ tự động cài đặt cái hệ thống giao dịch vào trong Army Broker của bạn này. Đã thành công rồi ạ. Bây giờ bạn hãy mở Army Broker lên. Rồi sau khi mở Army Broker lên, quý anh chị sẽ thấy nó có bao gồm tất cả các file, các bộ công cụ trong Giant Cloud, trong thư mục Giant Cloud đấy, để các anh chị có thể sử dụng, bao gồm là Red Archon, Lysen, Deck này, Riven và Free Magic, hoặc là phải sinh Giant Cloud V5.28 này, tất cả công cụ này các anh chị có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu cổ phiếu vào nhé. Rồi vậy là đã thêm dữ liệu cổ phiếu và thành công rồi. Bây giờ chúng ta đã thêm cổ phiếu, đây là tất cả các dữ liệu cổ phiếu mà được cho vào. Các anh chị có thể thêm bằng cách nào cũng được, các anh chị có nhà cung cấp dữ liệu nào thêm được. Sau khi thêm dữ liệu cổ phiếu vào, nó sẽ hỏi key này, bạn chạy bất kỳ trong cái công cụ này nó đều bắt đầu hỏi key nếu mà bạn chưa có key. Ví dụ này, nó sẽ bắt đầu hỏi key, nếu mà bạn không chưa có key để nhập thì bạn hãy ấn exit, nó sẽ báo là sau 60 giây nữa sẽ hỏi lại cửa sổ. Nếu có key bạn sẽ paste key vào đây và kích hoạt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn đăng ký key này, bấm vào đăng ký key. Ở trong cái cửa sổ này bạn sẽ nhập các thông tin như số điện thoại, email và mã giảm giá. Email này phải đúng các bạn nhé. Để còn nhận thông tin ấy, là thông tin key vào đây. Cái mã giảm giá này, mã giảm giá này có thể là mình đăng công khai up trên website, hoặc là mình sẽ gửi riêng cho một số các anh chị qua email đấy ạ. Một số anh chị yêu cầu truy cập sớm thì mình được ưu đãi là sử dụng mã khuyến mại. Thì bây giờ mình sẽ nhập một cái mã khuyến mại, ví dụ ở đây, đây là mã khuyến mại này. Nhớ là phải nhập từng bước từ trên xuống dưới nhá, nhập số điện thoại, email rồi mã giảm giá, nếu có thì nhập, còn không thì thôi. Bây giờ bạn hãy kiểm tra, bấm vào đây để kiểm tra mã nè. Mạng máy tính của bạn phải có mạng thì mới kiểm tra được nhá. Khi bạn nhập mã giảm giá vào đây, hãy bấm get để nó kiểm tra. Đây, mã giảm giá được kiểm tra thành công. Như thế này là bạn đã sử dụng được mã giảm giá rồi đấy ạ. Sẽ có những cái trường hợp ví dụ như này, mình sẽ để cái ví dụ mã này, chẳng hạn mã này sai, hoặc là mã đã hết hạn sử dụng, hoặc là mã đã hết số lượt dùng. Ví dụ như một mã tạo ra mình chỉ cho dùng 15 người thôi dùng chẳng hạn, thì nó sẽ báo là không, kiểm tra không thành công đây ạ, mã giảm giá không tồn tại hoặc chưa được kích hoạt ấy. Thì những cái này là có thể làm hết nhá, hết lượt dùng, hoặc là mã giảm giá sai, hoặc là hết hạn sử dụng nhé. Để các anh chị chú ý. Ví dụ như mã giảm giá này chẳng hạn, khi nó kiểm tra là mã giảm giá đã được kiểm tra thành công này, đó, bấm OK. Đến cuối cùng là bây giờ bạn sẽ chọn được cái chip key mà bạn muốn sử dụng đây này, key free. Key free thì bạn muốn chọn bao nhiêu ngày cũng được, không hề bị phí một tí nào cả. Nhưng mà bạn hãy đọc sang bên này này. Cây miễn phí, đây là thông tin của cây miễn phí. Bạn sẽ được quyền sử dụng những cái gì và không được sử dụng những cái gì. Thế là ví dụ mình đăng ký chọn phí chẳng hạn, đã phí đây ạ. Chọn tiếp một cái 90 ngày hoặc là 180 ngày đây. Đây là mã giảm giá. Bạn sử dụng cái mã giảm giá này thì được cái giảm giá này chiết khấu. Đây là số tiền chiết khấu ạ. Đây là số tiền thực bạn phải thanh toán thôi ạ. Bạn không cần thanh toán cái này. Bây giờ sẽ sử dụng cái cây Professional nè. Bạn sẽ xem đến cây Professional, nó sẽ đọc cho bạn này mua bán chuyên nghiệp của tùy chủng
tùy chỉnh 3 loại tín hiệu khác nhau trên một công cụ. Đó. Bảng quét sẽ hiện đầy đủ tất cả các thông tin liên quan. Bạn sẽ sử dụng được thêm hai cái công cụ nữa, đó là Breakout Trendline và Sendex đấy. Đó. Bạn sẽ sử dụng được công cụ này, công cụ này. Và tiếp đến là cái Premium này. Premium là cái cao nhất, phân quyền cao nhất mà được truy cập vào bộ công cụ này. Khi bạn sử dụng công cụ này, bạn sẽ sử dụng được tất cả các công cụ này, đặc biệt là bạn được sử dụng thêm là cái công cụ M1 là giao dịch trên, là giao dịch phái sinh nhá. Công cụ giao dịch phái sinh M1 là giao dịch cho phái sinh. Thì chủ yếu những nhà đầu tư sử dụng cái công cụ này chủ yếu là dùng cho giao dịch phái sinh thôi ạ. Còn một số bạn không giao dịch phái sinh thì có thể sử dụng Basic hoặc là Professional là được rồi ạ. Tiếp giờ mình sẽ đăng ký một cái K, ví dụ như là K Premium này. Sau đó bạn bấm vào chấp nhận và bấm vào đăng. Nếu không có mã giảm giá thì cái chỗ discount này này sẽ không có chiết khấu đâu ạ, là 0 đồng luôn. Và chỗ free này sẽ bằng cái số tiền bạn cần phải thanh toán ạ. Đấy, bây giờ thông tin tất cả email, cây các kiểu và thông tin thanh toán thì đã gửi vào mail này để cho các bạn này. Đó. Bây giờ bạn sẽ vào kiểm tra cái mail của bạn dùng để đăng ký ở đây. Rồi sau khi bạn kiểm tra mail, bạn sẽ được mã khuyến mại, bạn sẽ copy cái bộ mã khuyến mại này vào đây. Sau đó paste vào đây và bấm kích. Và nhớ một điều này, sau khi kích hoạt thành công như này thì có một số bộ công cụ này, nếu mà để sử dụng được cái công cụ đó bạn sẽ phải update này, nó sẽ thông báo chỗ update này, bây giờ bạn sẽ cập nhật nhé. Nó hoàn toàn tự động thôi ạ. Đó, bây giờ bạn mở lên này. Nó sẽ hỏi key một lần nữa, bạn hãy nhập đúng cái key mà bạn vừa nhận được đấy ạ. Đây, đó. Bạn sẽ paste cái key mà bạn vừa nhận được. Bây giờ bạn sẽ paste vào đây. Nhấn kích hoạt, bây giờ nó sẽ không hỏi cập nhật nữa. Được rồi. Rồi sau khi gửi kích hoạt lần thứ 2 thành công, sau khi update và nhập key một lần nữa, bạn sẽ được phân quyền sử dụng tất cả cái công cụ mà phần mềm này hỗ trợ, mà cây của bạn hỗ trợ ấy. Thì tất cả các công cụ này đều có chức năng quét các bạn nhé. Để sử dụng được chức năng quét, các bạn ấy bấm vào đây này, chọn Analytics, nó sẽ chuyển một cái sang cái cửa sổ khác. Tại đây bạn sẽ chọn phiên bạn muốn quét, ví dụ như From to Date là chọn một phiên duy nhất, là chọn cái phiên mà mình muốn quét, chẳng hạn như hôm nay là ngày 23 chẳng hạn. Hoặc là bạn sẽ chọn này, một Recent Day, có nghĩa là Recent Day là họ sẽ chọn cái ngày cuối cùng ấy, cái cây nến cuối ngày cuối cùng. Hoặc là chọn Recent Bat thì nó sẽ chọn cái cây nến cuối cùng. Sau đó bạn chọn ấn Symbol và chọn Explorer, không phải Scan đó nha, chọn Explorer ạ. Nó sẽ tự động quét hết tất cả các tín hiệu như thế này cho bạn. Đọc cây nến, tín hiệu, xếp hạng, điểm xếp hạng này cho bạn. Mình sẽ giới thiệu qua một chút cái công cụ Breakout Trendline. Điều Breakout Trendline nó đơn giản nó là như này thôi ạ. Các điểm ví dụ như báo up này, báo down là những điểm break xuống này, báo up là breakout lên. Đây là báo tín hiệu breakout trendline, thì cái trend này nó có thể là trend ngắn hoặc trend dài, nó đều là báo, có nghĩa là tổng hợp tất cả các trend ngắn dài này vào đây hết. Bạn sẽ thấy, để ý kỹ sẽ thấy bộ nến này, nến xanh đỏ và màu tím và nến màu vàng. Màu vàng là breakout đi xuống, còn màu tím là breakout đi lên. Ví dụ như BIDV nó báo là có một cái điểm breakout tại ngày 10 tháng 11. Đây là breakout up, thì tại chỗ này nó báo tín hiệu là up. Và nó cho tín hiệu là nhà đầu tư có thể mua vào để đi lên như này. Đây là trendline. Tuy nhiên chỉ số Sendex này chúng ta chỉ sử dụng để đánh giá xu hướng, là xác định người tạo đáy hoặc là tạo đáy ngắn hạn, tạo đỉnh ngắn hạn thôi. Ví dụ như đoạn này chẳng hạn, giá đã đang ở loanh quanh vùng này, nhưng mà chúng ta thấy chỉ số Sendex nó đã tạo đáy rồi, nghĩa là ở vị trí này nó bắt đầu nó tạo đáy ngắn hạn. Hoặc là đây chẳng hạn, tạo đỉnh ngắn hạn đây ạ. Sendex. Còn đây là chỉ số phân kỳ. Phân kỳ màu đỏ nghĩa là phân kỳ âm, màu xanh là phân kỳ tăng. Thì với BIDV chẳng hạn, nó bắt đầu nó đi xuống này, nó đang tạo phân kỳ này, đang tạo phân kỳ âm, nó cho vẫn đang giảm, ý là nó đang cho xu hướng là giảm. Sau khi nó tạo phân kỳ dương, nó sẽ đánh giá cái cổ phiếu bắt đầu đi lên khá là mạnh. Đây bạn sẽ thấy này, mặc dù nó xuống nhưng mà phân kỳ nó bắt đầu chỉ đỏ một chút thôi, sau đó nó lại bắt đầu xanh đi lên. Chỉ số phân kỳ cao thôi ạ. Ví dụ như cái free này, bộ free này hiệu quả rất là cao. Được, sau khi backtest ấy, mình sẽ quét cho các bạn thấy nhá. Đây ạ, những cái bộ tín hiệu mà cho tín hiệu mua có T+1, T+7, T+9, T+10 này, rất là gần chúng ta, nhưng mà lợi nhuận thì nó khá là ok đúng không ạ. Cắt lỗ thì rất là ít, cắt lỗ thì khoảng có vài phần trăm thôi, nhưng mà lợi nhuận có T+17 nhưng mà tận 60 mấy% này. Agribank đó. Đây.
Free này rất là hiệu quả, nhưng mà anh chị sẽ được một cái là không hiển thị nhá, dùng khi miễn phí các anh chị sẽ không được sẽ không được phát hiện những cái mua cổ phiếu đúng vào ngày nó xuất hiện tín hiệu đâu ạ. Thì các anh chị phải kích hoạt lên, hoặc là các anh chị sử dụng miễn phí mà các anh chị nhập cái mã mà mình cần theo dõi để nhập để xem ấy thì cũng được, bởi vì cái biểu đồ này nó sẽ hiện cả T cộng không mà nó không liên quan đến bảng quét, chỉ có điều là bảng quét sẽ bị giới hạn thế thôi. Cái cột T cộng bao nhiêu, T cộng không cộng mấy đây này, T cộng 1 cộng 2 này, thì bảng quét này nó chỉ hiển thị tất cả các tín hiệu có T dưới 5 có T trên 5 ngày, nghĩa là T bắt đầu từ T cộng 5 cộng 1 cộng 0 hoặc là T cộng 0 tại phiên có tín hiệu thì nó sẽ không hiện. Nhưng mà trên biểu đồ nếu mà các anh chị kiểm tra cho mình là mã ví dụ như Vietcombank chẳng hạn thì tại hôm nay nó có tín hiệu mua không, thì nếu mà nó có tín hiệu mua như này thì tại phiên T cộng 0 này nó cũng sẽ có hiện tín hiệu bán như này, nhưng mà có điều là trên bảng quét nó sẽ không hiện tín hiệu T0 cho các bạn rồi nhá. Cái đây là khi miễn phí cho các bạn. Tiếp đến là công cụ magic này thì cũng khá là đơn giản. Công cụ magic này nó không phải là đường giá đâu các bạn ạ, đây là một cái bộ nó kết hợp cái sự nó kết hợp đầy đủ cả đường giá cả giá tất cả các mọi kỹ thuật để nó kết hợp vào đây. Bạn sẽ thấy magic này, để ý như Vietcombank chẳng hạn, tiền trên tín hiệu chính của chúng ta đó là China Blue thì nó cho tín hiệu mua tại ngày 13 tháng 8 2020 với điểm mua là 8 điểm. Nhưng mà tại vùng này thì công cụ magic của chúng ta vẫn chưa có chưa 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 cho điểm bán. Magic này cũng đánh giá cái xu hướng nó có bắt đầu tăng mạnh hay không, nhu cầu của nhà đầu tư như thế nào, thì cái công cụ này Magic này nó sẽ đánh giá như thế nhé. Nó chính là nó đánh giá nhu cầu của nhà đầu tư. Sau khi có tín hiệu mua như này, bắt đầu nhu cầu của nhà đầu tư nó sẽ bơi vào, họ sẽ muốn mua, thì cái Magic này bắt đầu đi lên và tạo điểm mua. Tại cái điểm bắt đầu tạo này nghĩa là nhu cầu của nhà đầu tư bắt đầu tăng lên, cứ nến xanh là nhu cầu nhà đầu tư tăng lên ạ. Hay tại những cái vùng này nhu cầu nhà đầu tư bắt đầu tăng lên này. Đó. Đây là đánh giá nhu cầu của nhà đầu tư nhé. Tiếp đến là công cụ phái sinh, các bạn thấy để ý công cụ phái sinh nó sẽ có một cái vùng trên nền là vùng màu xanh và màu đỏ. Mình sẽ ẩn cái đường kẻ kẻ này đi. Đỡ dễ nhìn ạ. Rồi công cụ phái sinh này mình sẽ để nến 1 phút để cho các bạn dễ nhìn nha, bởi vì cái công cụ phái sinh này dành cho những nhà đầu tư giao dịch phái sinh giao dịch trên khung thời gian 1 phút nha. Lưu ý là giao dịch trên khung 1 phút thôi ạ, cái công cụ này. Giờ mình sẽ chuyển dữ liệu sang 1 phút này. Dữ liệu ở khung thời gian 1 phút, cái giao dịch phái sinh này cũng rất là đơn giản thôi. Khi vào vùng màu đỏ thì chúng ta chỉ ưu tiên lệnh sell, có nghĩa là những cái lệnh long này sẽ bị loại bỏ, cái lệnh long này chúng ta sẽ không thực hiện mà thực hiện lệnh short thôi ạ. Khi bắt đầu vào vùng màu xanh như này, bắt đầu vào vùng xanh thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh long và không short, không bao giờ short nhé. Khi ở vùng nào thì chúng ta chỉ ưu tiên vùng đó. Ví dụ cái vùng này nó bắt đầu cái điểm này trở đi nó bắt đầu bước vào vùng màu xanh thì chúng ta sẽ chỉ ưu tiên được cái lệnh long này mà thôi. Được cái lệnh short sẽ không được thực hiện này. Lệnh short chính là lệnh mà cái gì nhỉ, mà đóng đóng lãi của các bạn, đóng lệnh của các bạn đi ạ, sau đó đợi tiếp mà đợi tiếp. Ví dụ như ở đây có một cái lệnh long ở đây, bạn sẽ thực hiện lệnh long vào đây và đóng lệnh ở đây, đợi một lúc nữa, đợi tiếp cho đến khi nào nó xuất hiện lệnh long thì chúng ta lại mua vào và đóng lệnh ở đây, đóng lệnh khi nó xuất hiện short, chứ không phải chúng ta không phải bán xuống đâu nhé, ta không phải bán xuống đâu. Ví dụ như điểm này chẳng hạn, bạn mua ở đây và tăng đến đây, bạn đã được khoảng đâu đó 9 điểm rồi, 8 9 điểm ở đây này. Profit của bạn nằm ở đây này. Tiếp đến cái điểm này đến đây và sau đó bạn short ở đây thì vị trí này bạn cũng lãi được khoảng hơn 2 điểm ở đây được ạ. Đó. Thì tất cả những cái tín hiệu này đều có cắt lỗ mục tiêu 1, mục tiêu 2 ở đây. Thì chúng ta có thể là theo cái mục tiêu này mà để chốt, hoặc là chúng ta thấy lệnh short thì chúng ta bán lại, hoặc là thấy lệnh long thì chúng ta đóng lệnh sell lại. Ok, đây ví dụ như chỗ này vùng màu đỏ này, bắt đầu thị trường bắt đầu đi vào đoạn này, bắt đầu đi vào vùng màu đỏ nghĩa là bắt đầu báo là ưu tiên lệnh sell thôi ạ, ưu tiên lệnh sell. Thì tất cả những cái lệnh long này bạn sẽ không thực hiện, lệnh long không thực hiện, lệnh long không thực hiện, lệnh long loại. Vậy bạn sẽ thực hiện được cái lệnh sell này này, đó.
lệnh short này này. Đây ạ, lệnh short này. Đây các bạn hoàn toàn có lãi đây ạ. Đó. Nhưng mà lệnh long thì không được thực hiện. Lệnh long chính là lệnh đóng đóng gì? Đóng lãi của các bạn nhá. Đóng lệnh của các bạn. Đó. Rồi đây là video mình vừa hướng dẫn các bạn kích hoạt cây sử dụng mã kích hoạt và giới thiệu qua một số các công cụ trong bộ công cụ TradingBrute. Nếu mà có gì thắc mắc thì quý anh chị và các bạn có thể là comment xuống phía dưới video hoặc là gửi email cho mình nhé, email trong phần giới thiệu của video hoặc là inbox cho mình trực tiếp trên fanpage, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp. Đặc biệt là nếu mà một số anh chị có thể là kiểu như kích hoạt khi lỗi hoặc là không nhận được khi này, do nhiều người đăng ký quá một ngày cái bộ mail đấy, Gmail ấy chỉ cho gửi được có tối đa là 100 mail thôi. Nếu mà có hơn 100 người đăng ký, có hơn 100 người nhận được cái thông báo đó thì bộ mail đấy nó sẽ không gửi tiếp nữa, nó sẽ bị hoãn lại. Thì các anh chị sẽ một phần đấy các anh chị sẽ cần liên hệ với mình hoặc là để hôm sau đăng ký nhé, chả sao cả. Các anh chị đăng ký sau thì hạn nó sẽ cộng thêm một ngày thôi, đăng ký lúc nào cộng thêm lúc đấy. Rồi có gì thắc mắc có thể gửi liên hệ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.